lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cùng các ngành có liên quan vừa đi kiểm tra hệ thống cống đập đề bào thủy lợi ngăn lũ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra hệ thống cống trên tuyến sông Cầu Nhím tại xã Tân Thới và một số cống đập tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập do triều cường dâng cao trong những ngày qua, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn quan tâm công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống cống đập trên các tuyến sông rạch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, chủ động gia cố, kè mé đê bao, cống đập, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, 9 tháng năm nay, toàn huyện đã huy động được gần 4.480 ngày công lao động để thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy, kè mé xây dựng gia cố đê bao, sửa chữa, nâng cấp và thi công mới đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 7 tỷ 100 triệu đồng.